Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chất lượng của cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi luôn đem lại những thông tin mới từ trong và ngoài nước. Và tôi là Thanh Bình, đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Rạng đông kỷ niệm 60 năm thành lập công ty và 57 năm ngày Bác Hồ về thăm công ty. Hiệp định CPTPP mở cửa sáng cho hàng Việt Nam sang châu Mỹ. Thu giữ gần 2.000 khẩu trang giả mạo nhãn hiệu Gucci, Puma. Thưa quý vị, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, công ty bóng đèn Phích Nước Rạng Đông đã tổ chức lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 57 năm ngày người về thăm công ty và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập cũng như kết quả bước đầu mà công ty đạt được trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Phát biểu trong lễ khai mạc diễn đàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam ký kết nhiều FTA thế hệ mới và Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2016 chính thức khẳng định nhân loại bước vào thời kỳ 1.4.0, Rạng Đông đã có những thay đổi bước ngoặt. Nhằm đạt những mục tiêu tham vọng, Rạng Đông đã thành lập tổ chuyên gia tư vấn về xây dựng và quản trị chiến lược hiện đại. Ngoài ra, trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông được thành lập từ tháng 4 năm 2011 do Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Thành, nguyên Viện Phó Viện Khoa học Vật liệu VAST làm giám đốc khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Doanh, nguyên Viện trưởng Viện điện HUST làm phó giám đốc khoa học, được giao thêm nhiệm vụ đưa 3/4 lĩnh vực 1.4.0, lĩnh vực vật lý vật liệu, lĩnh vực công nghệ sinh học, lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển các sản phẩm mới của công ty. Hiện thực hóa bằng con số, Rạng Đông đặt mục tiêu chiến lược 5 năm 2016-2020. Doanh thu đạt ngưỡng 4.000 tỷ đồng, tăng 1,5 lần trong năm 2015. Năng suất lao động đạt 2 tỷ đồng một người một năm, tăng 2 lần năm 2015. Kế hoạch này được hoàn thành sớm một năm. Năm 2019 đạt doanh thu 4.256 tỷ, năng suất lao động đạt 2,07 tỷ đồng một người một năm. Chính nhờ thành tựu này, Rạng Đông quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, công ty quyết định thành lập Ban xây dựng chiến lược chuyển đổi số công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, thành lập tổ chuyên gia tư vấn chuyển đổi số. Là một doanh nghiệp thời tiền Internet, quá trình chuyển đổi ở Rạng Đông có sự đóng góp không nhỏ từ các nguồn tri thức, từ tổ chuyên gia tư vấn chuyển đổi số LED Lighting R&D Center, Digital R&D Center. Đây đều bao gồm các chuyên gia hàng đầu từ Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội và nhiều viện trường đã hợp tác với Rạng Đông nhiều năm. Hiện tại, quá trình đã và đang mang lại kết quả bước đầu đáng khích lệ. Các sản phẩm giải pháp của Rạng Đông đã được ghi nhận. Cụ thể, giải pháp chiếu sáng GSHCL trong tòa nhà, căn hộ thông minh được tổ chức giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam năm 2020, xếp hạng cao nhất 5 sao. Giải pháp chiếu sáng nông nghiệp thông minh và nông nghiệp chính xác được ban tổ chức trao giải thưởng Sao Khuê 2021, bình chọn là sản phẩm giải pháp xuất sắc. Chúng tôi có cả một quá trình để chuẩn bị cho chiến lược chuyển đổi số của mình. Từ năm 2015 cho đến năm 2019 thì công ty tập trung vào 3 cái đột phá chiến lược. Thứ nhất là chuyển từ công ty tập trung vào sản xuất sang công ty hướng tới khách hàng, phụng sự khách hàng và đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Cái thứ hai tức là chúng tôi chuyển từ công ty công nghệ sang công ty công nghệ cao thời cách mạng 4.0. Và cái thứ ba tức là chúng tôi tổ chức xây dựng một cái tổ chức học tập chuyên nghiệp, học tập suốt đời và con người Rạng Đông có cái văn hóa thấm đẫm cái truyền thống của Rạng Đông. Đến ngày 8 tháng 5 năm 2020 thì Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 25 đã quyết định là lựa chọn chiến lược chuyển đổi số của công ty là cái nội dung căn bản trong cái chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030. Lãnh đạo công ty Rạng Đông cũng thẳng thắn thừa nhận nếu cứ giữ mô hình cũ, tăng trưởng tiệm tiến khoảng 5-10% mỗi năm, trong khi khoảng cách tụt hậu của chúng ta so với 3 nước ASEAN, Singapore, Malaysia, Thái Lan còn rất xa, chưa nói so với các nước phát triển, chỉ với chuyển đổi số, mô hình tăng trưởng số cấp nhân mới hy vọng chúng ta đuổi kịp. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cho rằng lịch sử của Rạng Đông là một lịch sử điển hình của doanh nghiệp Việt Nam, tự lực tự cường, không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ.
Ngoài ra, Rạng Đông cũng vượt qua nhiều thách thức lịch sử, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chiếu sáng trong nước và đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Ông Thao cũng bày tỏ ấn tượng với tiến trình chuyển đổi số của Rạng Đông, vốn là một doanh nghiệp công nghệ truyền thống và không nhiều lợi thế về mặt công nghệ. Phát biểu tại diễn đàn, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng nhấn mạnh, chặng đường đã qua của Rạng Đông là một chặng đường đáng tự hào. Trong quá trình hợp tác kéo dài hơn một thập kỷ với Rạng Đông, ông Thắng luôn nhấn mạnh đến việc sáng tạo của nhà khoa học được tôn trọng, điều kiện cho sáng tạo luôn được ưu tiên hàng đầu và các bài toán khó về đổi mới công nghệ, đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt nhất luôn được đặt ra. Ông Thắng kỳ vọng mô hình này sẽ được nhân rộng từ Rạng Đông sang các doanh nghiệp khác. Thưa quý vị, vừa qua, vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công Thương cùng đại diện thương vụ các quốc gia khu vực châu Mỹ như Chile, Brazil, Canada, Mexico cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức thành công hội thảo CPTPP, cơ hội mở rộng thị trường châu Mỹ cho hàng xuất khẩu Việt Nam. Chương trình tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm nhìn lại chặng đường 2 năm thực thi hiệp định CPTPP và tác động đối với việc phát triển thị trường tại các nước thành viên thuộc khu vực châu Mỹ. Sau 2 năm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đi vào thực thi, đã giúp kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta sang thị trường các nước trong khối tăng trưởng mạnh mẽ. Cùng với đó, CPTPP đã và đang trở thành động lực mở đường cho hàng Việt sang thị trường các nước châu Mỹ, vốn còn rất mới mẻ và tiềm năng. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ đã không ngừng phát triển. Hiệp định CPTPP được phê chuẩn vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 và coi hiệp lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra xung lực mới để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước đối tác thành viên nói chung và các nước khu vực châu Mỹ nói riêng. Năm 2020 vừa qua, thì trong bối cảnh cả thế giới đang trải qua một năm đặc biệt với nhiều biến động và thậm chí là những suy thoái. Dịch bệnh COVID-19 thì gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn cầu. Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam sang khu vực châu Mỹ vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, trở thành điểm sáng trong trao đổi thương mại của Việt Nam với các nước, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cụ thể là tổng kim ngạch thương mại Việt Nam với châu Mỹ thì đạt gần 111,5 tỷ đô la Mỹ và như vậy là tăng 16% so với năm 2019. Trong đó thì xuất khẩu là đạt 89,7 tỷ đô la Mỹ và tăng 21,7% và chiếm tỷ trọng 31,7% trong tổng cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý là xuất khẩu sang hai nước Canada và Mexico tiếp tục có mức tăng trưởng dẫn đầu trong khối thị trường CPTPP và như vậy là đạt 44 tỷ đô la Mỹ tại thị trường Canada và 3,17 tỷ đô la Mỹ tại trường Mexico và như vậy là tăng đến 12% và cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng xuất khẩu chung là 7% như chúng ta đã biết trong năm 2020. Và những cái con số này là khẳng định là CPTPP đã mở rộng đường cho hàng Việt sang châu Mỹ vốn rất mới mẻ và rất nhiều tiềm năng, tuy nhiên cũng còn rất nhiều những trở ngại khó khăn. Từ khi mà có cái hiệp định CPTPP đó thì ở vai trò hiệp hội đó chúng tôi đã làm việc với thương vụ của Việt Nam tại Canada rất là nhiều lần và đặc biệt là chúng tôi đã có một chuyến công tác học tập tại Canada, có nhân viên của hiệp hội tham dự vào các cái khóa tập huấn trực tiếp tại Canada. Thứ hai nữa, chúng tôi tổ chức rất là nhiều các cái hội thảo trực tuyến kết nối thị trường giữa Việt Nam và Canada, có sự tham gia của các buyer Canada cũng như là các cái nhà sản xuất của Việt Nam và ngược lại. Thì thị trường Canada cũng là một thị trường mà xuất khẩu gỗ cũng khá lớn vào Việt Nam. Trong CPTPP thì có Canada, Chile và Úc, New Zealand là những nước mà Việt Nam nhập khẩu gỗ. Đây cũng là một cái điều thuận lợi. Và với những cái hội thảo kết nối giao thương trực tuyến như vậy đó, thì cũng tạo được một số các cái kết nối và cũng có một số đơn hàng cụ thể. Xuất khẩu vào thị trường Mỹ đó thì có cái thuận lợi. Thứ nhất là ở thị trường Mỹ thì cái gọi là cái độ khó, tức là cái chất lượng về cái yêu cầu về mẫu mã cũng như về chất lượng nó không có quá cao như là thị trường của châu Âu hoặc là như Nhật Bản.
Mỹ thì có cái mức tiêu thụ là sản lượng lớn và cái chất lượng trung bình, và điều này nó rất là phù hợp với Việt Nam. Canada thì cũng tương tự như vậy, Canada và Úc là hai cái nước có cái gọi là cái phong cách tiêu dùng tương tự như Mỹ, và điều này làm cho cái sự phát triển của thị trường đồ gỗ Việt Nam vào cái khu vực CPV này rất là tốt. Tuy nhiên khó khăn là chúng ta biết là cái năng lực mà sản xuất, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam thì thường là làm OEM và nó tương đối bị động, cho nên là thường là các doanh nghiệp ngồi chờ đợi các đơn hàng. Thành ra là những cái đơn hàng nhỏ mà có cái tính linh hoạt cao thì có vẻ như là chúng ta chưa, các doanh nghiệp chưa thiết tha lắm, cho nên tôi nghĩ là cái sự tăng trưởng vào, đặc biệt là vào Canada đó, nó chưa được như kỳ vọng. Bên cạnh đó, tham gia họp trực tuyến tại điểm cầu Canada, bà Đỗ Thị Thu Hương, tham tán thương mại Việt Nam tại Canada cho biết, Canada sở hữu nền kinh tế thị trường mở, với việc ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại với các quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam. Bên cạnh đó, chính phủ Canada cũng ban hành nhiều chính sách khuyến khích hấp dẫn với nhiều mặt hàng được miễn thuế đến 0% và những dự án hỗ trợ đưa hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Canada thuận lợi hơn. Cùng với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, ổn định và phục hồi kinh tế của chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo với mong muốn hỗ trợ các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thông tin thị trường, kết nối với các đối tác nước ngoài, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho các mặt hàng thế mạnh của các địa phương và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thâm nhập thị trường và phát triển kinh doanh. Tại hội thảo, các chuyên gia và doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về các cơ hội kết nối thị trường châu Mỹ thông qua CPTPP. Các khối thương mại của FTA sẵn có của khu vực cũng trao đổi các giải pháp tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệp định CPTPP để phát triển xuất khẩu của Việt Nam vào khu vực châu Mỹ. Thưa quý vị, 950 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu Gucci và 960 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu Fuma và hình có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam vừa bị đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện, kiểm tra và thu giữ ngày 28 tháng 4. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cụ thể, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với các thành viên tổ công tác 368, Tổng cục Quản lý Thị trường tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 41, ngõ 37 đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Espay, đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở đang bày bán 950 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu Gucci và 960 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu Puma và hình có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam và hành vi sử dụng website thương mại điện tử http chuyển phát nhanh sbay.com chưa thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Qua làm việc, đại diện cơ sở kinh doanh thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại, toàn bộ số hàng hóa trên đã bị đội quản lý thị trường số 1 tiến hành tạm giữ và tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đông Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể gửi về hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com hoặc qua hotline 0243 574 7649. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.